Chào mừng các em đến với môn âm nhạc lớp 4. Chúng ta sẽ khởi động tiết học bằng trò chơi nghe giai điệu đoán tên câu bài hát. Các em cho cô biết đây là giai điệu của bài hát nào? À đúng rồi, đây là bài hát Em Yêu Hòa Bình. Vậy giai điệu vừa rồi là câu hát nào trong các đáp án A, B, C hay D? Các em giỏi lắm. Đáp án D sẽ là đáp án đúng. Chúng ta cùng nghe giai điệu câu tiếp theo nhé. Cô chúc mừng các bạn có đáp án C nhé. Ở tiết học trước, các em đã được học bài hát Em Yêu Hòa Bình. Và hôm nay, chúng ta cùng cô ôn tập lại bài hát và tìm hiểu bài tập cao độ và tiết tấu nhé. Và bây giờ các em sẽ cùng vận động hát bài hát này cùng với cô nhé. Để phát huy tính sáng tạo hơn nhé. Bây giờ các em sẽ hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Các em chú ý, nhịp sẽ gõ vào những chữ màu đỏ có trong bài. Các em có thể dùng bút để gõ hoặc vỗ tay nhé. Bây giờ chúng ta bước vào bài tập cao độ và tiết tấu. Luyện tập cao độ, chúng ta có các cao độ sau: đồ, mi, son, la. Và các ký hiệu nốt nhạc bằng bàn tay. Các em lắng nghe cao độ. Đồ, mi, son, la. Các em hãy thực hiện cao độ kết hợp với ký hiệu bàn tay nhé. Một lần nữa nào. Tốt lắm.
chúng ta bước qua phần luyện tập tiết tấu. Ở tiết tấu này chúng ta có hai hình nốt, nốt đen và dấu lặng đen. Nốt đen chúng ta sẽ đọc ta và vỗ tay. Dấu lặng đen ta sẽ đọc ầm và mở tay ra. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe tiết tấu. Các em hãy thực hiện đọc tiết tấu cho cô. Ta ta ầm, ta ta ầm, ta 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 ầm. Chúng ta thực hiện theo vỗ tay cho cô nhé. Một lần nữa nào. Bây giờ chúng ta bước qua ghép cao độ và tiết tấu. Ở khuôn nhạc 1, có các cao độ nào? Mời các em đọc lại. Các em hãy thực hiện ghép cao độ và tiết tấu kết hợp với ký hiệu nốt nhạc bằng tay nhé. Nhạc 2, chúng ta có các cao độ nào? Mời các em thực hiện lại. Các em hãy thực hiện ghép cao độ và tiết tấu kết hợp ký hiệu nốt nhạc bàn tay ở khuôn nhạc 2 này nhé. Có trò chơi nhỏ cho các em. Bây giờ chúng ta sẽ tập làm nhạc sĩ. Các em sẽ thi sáng tác lời ca cho bài tập cao độ tiết tấu vừa học. Cô có các ví dụ sau. Em rất ngoan, em học chăm, em mua ca đùa vui. Mùa hè đến, tiếng ve sầu hòa trong cánh hoa phượng. Bây giờ các em hãy tự sáng tác một lời ca khác nhé. Cô chúc các em sẽ sớm trở thành các nhạc sĩ nhí. Ở tiết học hôm nay các em đã được học những nội dung gì? Về nhà các em tập biểu diễn bài hát và đọc bài tập tiết tấu cho người thân của mình nghe nhé. Kết thúc tiết học hôm nay,
Cô chúc các em có thật nhiều sức khỏe và hát thật là hay. Xin chào, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.